Đây, xin chào các bạn nha. Thì cây này là cây dưa chuột đây. Thì cắt lá để mục đích là gì không? Dạ, cho nó mau đâm ra cái cành khác anh, cho ra mau ra trái. Cắt lá này mục đích là để nuôi cây cho nó tốt, hiểu không? Ba mấy cái lá nó ở dưới nó không cần thiết. Nó cần được mấy lá để dùng để quang hợp được rồi. Cơ bản là cắt lá để cho nó khỏi ăn chất dinh dưỡng của cây. Đây là cây dưa chuột nha các bạn. Đó. Giờ tiếp tục xử lý nó đây. Cây dưa chuột này thì trồng thì cũng được một tháng rồi không nha. Sau đây thì tiến hành vệ sinh cho thôi, cắt lá các gì thôi để cây cho nó phát triển được tốt hơn. Đừng cắt dưới cái tính từ gốc của nó hiểu không? Một tháng rồi cây chắc nó cũng cao được cây nhánh con này sao anh? Mét rưỡi cắt luôn, nó có trái rồi không? Cắt cái lá nó để lại tính từ gốc nó thôi hiểu không? Nó cắt luôn, đó cái nhánh nó cắt luôn. Cái này khoảng chục ngày nữa thì nó sẽ cho ra trái nha các bạn. Đây, các bạn xem này, đây là cái gốc của nó này, thêm hoa của nó này, cứ mỗi lá là mỗi hoa này, đó, mỗi lá mỗi hoa. Nó lên tới trên này thì mỗi lá thì nó có hoa, xong nó sẽ có cái trái nữa, không biết đây là trái nó có đậu được hay không nữa. Cứ mỗi nhánh là mỗi trái này. Đây, các bạn thấy không? Dưa chuột. Cắt từ gốc nó luôn nha Phong. Tính từ gốc nó thôi hiểu không? Cái này vẫn đâm ra rồi. Rồi kệ nó. Ông ba mấy cái lá sát sát rồi cắt. Cứ bình tĩnh thôi. Thằng Tín rồi Sơn. Trời đúng một tiếng triển khai nó cả tiếng rồi, bây giờ lấy ra. Nó cắt luôn đúng rồi. Cắt làm sao mà tránh va chạm mấy cái kia được. Cũng nói thêm riêng cà chua này, riêng cái dây leo này thì không dùng thuốc nha các bạn. Cây này là không dùng thuốc, chỉ dùng phân dê với tưới nước thôi. Thấy cây nó cũng không có sâu xiết gì cả. Nó kia còn lá nữa kìa. Cắt hết luôn, đừng để nó. Cắt cái này để nó có sức nó nuôi thân nó nha. Rồi đây kệ nó, đây đó kệ nó. Thôi được rồi, cái đó được rồi. Thôi chuyển qua đây đi. Chuyển sang hàng thứ hai. Cái đó đừng có cắt cao quá. Cắt mấy lá thôi, tại vì nó cây nó cũng thấp mà hiểu không? Góc quay nó hơi tối các bạn. Giờ 5 giờ chiều rồi. Cái này sao anh?
Cây đó khỏi cắt, à, cắt cái lá nhỏ kia đó, cái lá nhỏ đem gì đó. Vườn xanh này hiểu không? Cắt luôn cái nhánh nó cắt luôn. Cái này là 10 bữa nữa là trái nó đầy thôi đúng không? À, trước kia chú thấy cái vàng bên kia chưa ta? Bên đó đó. Dạ có. Thấy trái nhiều. Quá trời trái nữa. Mà trái bự nha. Đó đó đó, tỉa tỉa cành nó luôn. Đây nè, cái cành này nè, đó. Long ơi. Đây tỉa xong rồi nha các bạn. Mấy cái lưới bao này thì để ngoài là mục đích là trắng mấy con gà. Không tránh là con gà nó bới hết rồi, giờ không còn tồn tại nữa. Tránh rồi, xin chào các bạn nha.